chỗ đi được. Xin chào các bạn, chúng mình đang xuống núi. Đờ mờ nó dốc vãi. Mình sắp chết rồi. Đây đây là các bạn ở trên. Ở trên đang khốn khổ. Các bạn ở trên, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. À đây đây đây. Mình quay nhầm chỗ. Còn đây là bạn Bê. Bạn Bê béo. Sắp chết. Bạn đang đứng đây ngồi cạnh mình và đợi hai bạn kia xuống thử nghiệm. Đây hai bạn này đang đi. Rất là hưng phấn. Rất là phê, tí nữa mình sẽ được trải nghiệm cái này. Trong lúc trải nghiệm thì chắc chắn là mình không sẽ không quay phim được. Đúng kiểu bắc cu. Các bạn đang đổi ba lô cho nhau. Bạn đang bị trơn, bạn thành đang bị trơn. Chơi hẳn xuống cái góc góc đi. Đi men như ăn dễ hơn chứ mày đi sao đấy làm gì. Lấy khó đi. Bước cũng được, bước tí cũng được kéo rồi. Các bạn đang rất là nguy hiểm. Bạn Bé đang cố xuống. Thôi mình đã quay đây nữa. Mình sẽ quay bên này bạn Béo. Tao nghĩ bỏ mẹ giày ra đi dễ hơn ấy. Bạn Béo đang xuống. Bạn Béo đã xuống được. Sao xuống được? Chưa xuống. Yeah. 1 2 3 Wow. Bạn An. Bạn An đã xuống. Đạch các bạn ném vào lô của mình như kiểu là đồ chơi ấy. Trong đấy có hàng tỷ bạn cũng đấy đấy. Không phải đùa đâu. Lại như thế tiếp à? Không đi, đi dậm lên trên này đi. Ba sợi vào, cuối quay xuống. Quay gì cây mà mày? Quay xuống. Cái gì? Cây gì? Quay cái gì? Quay cái gì đó? Để quay nốt thằng kia xuống đi để bố mày tắt nào. Bố tắt.